Ơi, cả lớp nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Rồi ạ. Rồi nhá, bây giờ chúng ta mở này, chương trình PowerPoint. Đấy, thì cũng giống như là Excel thôi, thì khi mở lên nó gồm có những cái mẫu cho sẵn. Rồi đây là cái mẫu trắng nhá. Chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái mẫu trắng. Thế thì trên này là thanh menu chính, cũng giống như là trong Word. Nó gồm có Home, Insert, Design, Transaction. Cái phần này chúng ta gọi là Transaction. Nó có thể là làm cho các chuyển động gọi là vui mắt. Chuyển động đây là chuyển động về nó lật cảnh nha các thứ. Còn đây là Animation. Animation thì nó giúp chúng ta làm chuyển động các đối tượng bên trong của cái slide trình chiếu. Thì các em chú ý là cái slide này nó vừa với cái máy chiếu của chúng ta khi mà chúng ta chiếu lên màn hình để báo cáo một cái dự án của các em, hay một cái đề tài, hay là một cái gọi là đề án, vân vân, đồ án của các em khi mà kết thúc cái chương trình học. Hay là bảo vệ cái đồ án của mình khi tốt nghiệp ra trường, thì đây là gồm cái nội dung nó sẽ nằm trong cái khung trắng này. Đấy. Và cái này là nó luôn luôn là có một cái size cố định. Size cố định. Còn chỗ này là chúng ta phần slideshow, là chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta ấn vào nút này thì nó sẽ chiếu cho chúng ta từng trang một. Chúng ta có thể điều khiển nó để nó đúng với tất cả mọi mọi phần mà mình muốn, mình có thể xem từ trang nào đến trang nào. Đó. Thế còn ở trên này là cái màn hình monitor, thì chúng ta sẽ chọn chọn cái màn hình nào mà chúng ta cần chiếu. Chẳng hạn như khi mà cắm cái máy chiếu vào, cái máy chiếu người ta gọi là projector, thì các em biết cái máy chiếu rồi đúng không? Ở cơ quan nào bây giờ cũng có, nó thay cho máy chiếu phim ngày xưa. Đó. Còn review là cái phần là chúng ta thể xem trước rồi dịch rồi ngôn ngữ vân vân. Ở phần view, view thì cho chúng ta xem trước được những các trang. Rồi phần chuyển thành file PDF. Đấy. Thì trong trong cái file, trong cái phần này chúng ta cũng có thể thiết kế những tờ rơi, tờ gấp ở trên này cũng in được. Nói chung là cũng giống gần như là Word. Đấy, nhưng mà nó bổ sung nhiều cái tính năng khác hơn nhằm mục đích cho chúng ta chiếu hình ảnh. Thế còn ở về menu file thì các em chú ý nó cũng giống như mọi cái phần mềm kia, cũng có mở, đóng, ghi, cất, rồi xuất nhập và xuất ra ngoài dạng file khác, rồi chúng ta cũng có thể là chọn option vân vân. Đấy. Thì các em chú ý cho thầy như thế nhá. Thế thì chúng ta làm quen với nó ở đây. Thì trong phần insert thì của chúng ta là cũng có cái phần các hình khối vân vân. Đấy. Các hình khối các em cũng có thể là edit text, chúng ta nhấp vào là chúng ta có thể gõ chữ bên trong được. Đấy. Cũng giống như Word, Word cũng vậy. Chúng ta nhấp chuột phải, chúng ta chọn cái nút có tên là edit text, thì chúng ta sẽ đưa các hình khối vào trong này. Phần edit point cũng giống như trong Word. Đấy, để chúng ta có thể uốn vân vân. Đúng chưa? Giống chưa? Đấy, để nói chuyện giới thiệu sơ qua nhé. Chúng ta cũng có thể uốn được. Phần Word thì chúng ta cũng đã làm cách uốn rồi đúng không cả lớp? Alo. Vâng ạ. Đúng không Thu Anh? Vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi nhá. Nó giống tương tự như thế. Còn phần phía trên này thì cho chúng ta là sắp xếp vào đối tượng ra ngoài vào sau. Tức là cái bề mặt chúng ta tưởng tượng có một cái trục vuông góc với màn hình, thì cái nào nó ra ngoài cùng thì chúng ta nhìn thấy, cái nào được chuyển vào trong thì nó sẽ bị lấp đi. Nếu mà không có gì ở ngoài nó trong suốt thì chúng ta nhìn thấy ở trong. Đấy, còn phần này là phần align, là cái chúng ta biết là vùng này dùng để căn chỉnh các đối tượng. Đấy là cái bài của thầy nói giới thiệu là qua như vậy. Thế thì đây là một cái slide trắng.
trắng là gì, ví dụ bây giờ thầy bỏ hết đi thì các em nhìn thấy là bên tay phải chúng ta là nó sẽ hiện ra từng slide một. Ví dụ ở đây nhá, slide trắng là nó chưa có cái gì, hay chúng ta gọi là empty đấy, là rộng. Chúng ta có thể là duplicate là nhân đôi slide, hoặc chúng ta là dùng là copy và paste đấy. Rồi chúng ta có thể là sử dụng là rất nhiều thứ ở bên trong này. Như là cái phần này là chúng ta thêm cái phiên section, section là phần, rồi chúng ta chọn layout. Thế thì cái bài đầu tiên này thầy muốn nói với các em trước khi trình bày thì chúng ta đây thầy xóa hết nhé, nó chưa có cái gì ở đây. Khi mà ta nhấp nó mới ra thầy xóa hết đi. Đó. Thì đây là rỗng, gọi là tài liệu rỗng, không có một cái gì cả, hay một tập tin rỗng. Nó chỉ xuất hiện ở bên trong cái khu cung này thôi. Cả lớp nhớ chưa? Rồi nha, thì bây giờ trước khi mà chúng ta muốn thực hiện một cái slide thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là các em chọn New Slide. Đấy. Rồi cái này chúng ta chưa, cái này là cái layout của họ nhá. Khi mà chúng ta mở ra nó có layout đầu tiên để cho chúng ta có thể là nhập văn bản. Đấy. À, cái văn bản phía trên nó to, văn bản phía dưới nó nhỏ. Ví dụ như là chúng ta gọi là bài 1, bài đầu tiên. Đấy. Thế rồi cái văn bản thứ hai là bài làm quen chẳng hạn như thế. Thì nó đưa cho chúng ta là hai hộp, một cái hộp là một cái hộp là title, một cái hộp là subtitle. Cái title này nó to, người ta mặc định cho mình để cho mình có thể là đánh một cái đầu bài lớn hay là cái giới thiệu. Bên trong là subtitle là những cái mục nhỏ bên trong. Đấy. Thế khi mà thầy xóa đi, thầy nhấp vào đây nó sẽ thành biến thành hình mũi tên bốn chiều, thì chúng ta có thể xóa nó đi. Đấy. Ta xóa hết đi. Đấy. Thì nó rỗng như này, rỗng như này. Thế bây giờ thầy mới ví dụ thầy muốn làm một cái chủ đề mai trình chiếu chẳng hạn, thì thầy sẽ duplicate chúng tất cả ra. Đấy. Duplicate. Ví dụ thầy muốn mấy trang này, trang mở đầu này, trang kết thúc này, ví dụ như thế. Hoặc là chúng ta có thể làm một cái sự kiện nào đó, như là làm rằm trung thu cho các bé này, trình chiếu này, vân vân. Rồi chúng ta có thể làm một cái gì đó báo tường chuẩn bị ngày 20 tháng 11 hay ngày đoàn thành lập đoàn thanh niên cộng sản 26 tháng 3, thì chúng ta cũng có thể là tạo ra những cái này. Ở đây các bạn muốn bao nhiêu trang trình chiếu đủ nội dung các bạn thì các bạn nhấp duplicate ra cho thầy. Đấy. Toàn bộ cái này là trắng nhá. Alo cả lớp. Các em có nhìn thấy full màn hình không? Có thầy ạ. Rồi nhá. À, ví dụ như là thầy muốn thêm nữa thì thầy thêm thêm thoải mái nhá. Đấy, thêm mà. Hoặc là các em có thể dùng new slide thì nó tạo ra một cái cuối. Cái cuối thì bao giờ nó cũng có hai cái, cũng có hai cái hộp trước cho mình. Nhưng mà thầy đang nói ở dạng trắng để cho các em có thể thêm sau. Rồi đến bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu là thầy bắt đầu là hình dung ra cái mô hình của thầy, là thầy muốn trang đầu tiên là trang giới thiệu, trang cuối cùng là kết thúc một cái vấn đề nào đấy, kết thúc một cái nội dung của một cái bài trình chiếu, thì chúng ta để trang cuối cùng nhá. Trang ở giữa thì là nội dung trình bày. Thì nội dung trình bày chúng ta thì không phải là trang nào chúng ta cũng có một cái mẫu tương tự. Thế thì lúc đó nó giống như là format hôm trước thầy dạy trong Word ấy. Đấy là chúng ta format chúng trước. Nhưng mà format ở đây là format cái hộp, những cái vị trí mà chúng ta cần điền. Đấy, vị trí cần điền. Thì trước tiên là thầy muốn dạy các em cách là làm sao mà chúng ta phân phối nó ra thành từng phần một. Thì các em nhấp vào chỗ phía trên này, nhấp trên này nhá, nó có một cái đường kẻ màu đỏ này. Đó. Chúng ta chọn là add section, được chưa? Đó. Chúng ta đánh
chúng ta cái section này nó lại bao gồm nhiều trang ở đây, thì chúng ta có thể đổi tên section. Đó, chúng ta đổi tên nhé. Ví dụ thầy đổi tên là phần mở đầu. Phần mở đầu để chúng ta hiểu là cái phần mở đầu chúng ta làm sau này chúng ta có thể thu nhỏ cái này lại để nó ra nhiều, nó tạo thành những cái mở ra đóng vào như các kiểu như folder ở bên trong máy tính ấy, các em hiểu chưa? Alo cả lớp. Nha. Rồi tiếp theo này, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn add session hay là nút ở trên này cũng được. Đấy. Nút ở đây cũng vậy mà nút ở đây cũng vậy nha. Chúng ta chọn add session. Rồi thầy chọn chỗ này. Thầy ghi name nó đi. Thầy ghi là phần nội dung. Đó. Rồi đến phần cuối thì thầy ghi như này. Để phòng khi mà nhà trường yêu cầu chúng ta làm các phần đó thì chúng ta làm, còn không thì thôi. Để chúng ta có ít thì chúng ta thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta thi thì chúng ta cứ làm bình thường. Rename nhé. Thế còn đây là cái nút xóa, remove vân vân, thì các em có thể xóa section đi thì nó sẽ mất các trang bên trong section đấy. Đây thầy đặt là phần cuối. Đó. Cả lớp thấy chưa? Mở đầu nội dung này, cuối này. Đấy. Để khi mà chúng ta làm nhiều section thì chúng ta chiếu đến đâu thì chúng ta có thể chọn để chúng ta chỉnh sửa, hay là chúng ta xem nội dung trước. Đấy. Đây các em nhìn thấy phần mở đầu gồm một trang, phần cuối gồm phần cuối mấy trang nhỉ? Phần cuối một trang đúng không? Rồi nhá. Đấy là phần thầy nói là để mà chúng ta có thể collapse vào. Đấy là chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta expand ra, mở rộng và thu nhỏ. Đấy. Ok chưa cả lớp? Cả lớp các em có hiểu không? Ủa. Có nhá. Rồi với phần mở đầu này. Thế bây giờ thầy mới áp dụng cái slide, cái giống như là Word mà mình hôm trước mình đặt ấy. Thì trong PowerPoint thì nó sẽ do chúng ta là áp đặt cái layout của chúng ta vào. Ví dụ cái phần mở đầu thầy muốn là chỉ có hai cái này thôi. Đấy. Ok nhá. Phần nội dung này. Phần nội dung thầy muốn trình bày title và nội dung content của cái trang 1 thì thầy sẽ áp dụng cái này. Thì chúng ta nhìn thấy là hai hình khác nhau, một hình này. Đấy, một phần nội dung đây. Cái thứ ba các em muốn áp dụng là thầy muốn nói về hai nội dung. Đấy, thì thầy chọn là hai nội dung. Đấy, thì gồm có phần giới thiệu và phần hai nội dung trình bày trong đây. Bây giờ cả lớp đã hiểu ý nghĩa của nó chưa? Alo. Rồi ạ. Rồi nhá. Đấy, cái này là người ta hay hỏi thi lắm. Mà trước đây chúng ta chẳng hiểu nó là cái gì. Chúng ta cứ đánh bừa nó đi, chèn lung tung. Thế bây giờ thầy muốn là phần so sánh thì thầy chọn comparison. Nó cũng chia làm đôi cho chúng ta, gồm có cái tiêu đề nhỡ hai bên và phần bên trong là nội dung. Rồi phần thứ năm thầy lại muốn áp dụng là content and caption, tức là phần nội dung và phần trình bày. Thầy chọn này. Đây. Rồi phần thứ sáu thầy lại muốn thầy thay đổi, bởi vì chúng ta không làm một cái nó nhiều, không làm một cái layout nó sẽ nhàm chán. Đây chúng ta lại chọn phần picture và caption cho cái picture đó. Rồi phần cuối thì thầy lại muốn là làm section and header, phần và phiên và tiêu đề. Đấy. Ở phần cuối thì chúng ta muốn trình bày theo một cái dạng, các em có thể dạng trắng cũng được mà dạng nào cũng được. Phần kết luận cuối cùng chúng ta chọn đây. Đó. Thế thì mỗi một phần nó như cái khuôn cho chúng ta đặt vào rồi. Alo cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Vâng ạ. Có nhá. Đấy, nó phải khoa học, nó phải trình tự như vậy, đúng không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày một cái nội dung là phòng chống Covid chẳng hạn, đúng không?
Thầy thầy lấy một cái bài báo nào đấy để thầy thầy làm ví dụ. Tất nhiên là không phải là thầy làm để nghĩ ra, nhưng mà bây giờ thầy sẽ tìm một cái bài báo nào đấy làm ví dụ. Các phương pháp phòng chống dịch đúng không? Phương pháp phòng chống dịch. Thầy lại phải dùng một cái máy tính khác để thầy lấy cái nội dung. Rồi ok. Thế phần mở đầu thầy sẽ cho là các phương pháp phòng chống dịch. Chúng ta có thể đánh vào đây là phương pháp phòng dịch COVID. Đó, đấy là cái tiêu đề đúng không? Rồi sau đó thì các em sẽ sử dụng là font chữ ở đây. Trong hôm này như là trong Word, các em có thể là chọn chữ màu đậm hơn, chúng ta cho ra giữa. Đó, ra giữa. Rồi chúng ta có thể cho nó một cái màu hoành tráng lên vào đây chẳng hạn, tùy các em chọn nhé. Đó, ok chưa? Rồi các em có thể chọn font chữ đậm hơn trong đây. Chúng ta chọn font nó phù hợp nhé. Được chưa? Alo cả lớp, cả lớp hiểu chưa? Rồi Rồi ạ. rồi bây giờ nhá, chúng ta tiếp tục thêm vào đây nội dung này. Nội dung này thì chúng ta thêm vào chỗ này là cách bảo vệ người thân và người khác đúng không? Rồi trong nội dung ở dưới, nội dung ở dưới thì chúng ta sẽ cho một cái nội dung vào bên trong này. Tất nhiên là khi mà trình bày một cái slide thì chúng ta nên nên làm sao cho nó nhỏ lại và nó vừa khớp vào trong này, nó đừng to quá, chúng ta chỉnh cỡ kích thước. Cỡ kích thước và chọn font chữ sao cho là cái nội dung này được đầy đủ vào trong này. Còn chỗ này thì nó hơi to, hơi nhỏ thì các em có thể cho to lên để cho nó vừa khớp với nó. Ta cho chọn font chữ khác nhé. Đây, thế thì ở cái vùng này, ở cái này bây giờ chúng ta mới, bây giờ chúng ta thấy là trong đây thầy lại nói là hai hộp nhá, một hộp mình đã chèn rồi thì thôi nó là chữ. Trong đây các em có thể insert bảng này, insert tranh này. Đấy, rồi chúng ta có thể insert tranh. Chẳng hạn bây giờ thầy 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 tìm một cái bức tranh nào đấy để chúng ta chèn vào. Các lớp chú ý là tranh về COVID đúng không? Ví dụ như thế thầy muốn lấy một số bức tranh về phòng chống COVID. Chưa lên layout mà nó đã đẹp rồi đúng không? Tức là chúng ta làm rất là khoa học. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Đấy. Rồi bây giờ thầy sẽ chọn một cái bức tranh nào đấy. Thầy lưu nó vào. Ok. Rồi bây giờ các em nhìn vào đây nhé. Bây giờ thầy mới nhấp vào chọn cái mục này, thầy chọn vào đây. Nếu mà các em chọn online, ví dụ tranh online thì các em nhấp vào đây. Đấy. Còn chèn video thì các em chọn vào đây. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Nó có biểu tượng cho chúng ta đây, tắt nhá. Rồi bây giờ thầy chọn picture. Thầy chọn picture đây. Thầy chọn một cái nhá. Thế thì các em nhìn thấy là cái bức tranh đó đã được vào và các em căn chỉnh cho nó vừa khớp. Rồi chúng ta ghi
bên này dòng chữ cho tiêu đề là bảo vệ các thành viên trong gia đình ạ. Rồi các em có thể sử dụng ba phím Ctrl Shift và phím lớn hơn. Đấy, giống như trong Word thôi. Tất cả đều làm giống, các nút đều giống như vậy. Alo. Đây đây là thầy đang làm trong ví dụ của cái 4 đúng không? Đấy, 4, ví dụ 4. Quên thầy lúc ấy thầy lại nhấp vào, lẽ ra phải nhấp vào phần thứ hai. Thôi không sao, ta có thể kéo cái này lên, đặt lên này. Đấy, thì cái số 2 lại thay lên trên. Alo cả lớp nhìn thấy rõ chưa? Ờ, các em thấy thầy nói có logic và nó có chuẩn không? Đấy. Rồi bây giờ các em có thể chọn một cái font chữ nào đó sao cho nó hợp lý. Font chữ này đẹp đúng không? Sao thầy chọn cái này, thầy cũng chọn xuống cho đẹp hơn. Đấy. Thế là chúng ta đã biết cách thiết lập một cái layout trông nó cũng được đúng không? Xong rồi đến cái thứ hai. Thứ hai thì các em sẽ làm sao cho nó hợp lý với cái ta chỉ cần là một cái tiêu đề trên này và nội dung. Đấy. Rồi, thầy lấy ví dụ nhé. Chúng ta sẽ lấy vào đây. Chúng ta cho vào đây là hãy tiêm chủng. Đấy. Sau đó thì các em đưa vào cuối, các em xóa đi để cho nó vào giữa nhá. Đưa vào cuối vì nó còn các dòng empty nữa, dòng trống. Sau đó thì các em sẽ copy cho thầy thấy cái phần tiếp theo, phần nội dung. Nội dung mà nhiều quá là các em phải nhân thêm trang chứ đừng nhét tất cả vào. Nhét tất cả vào thì chúng ta sẽ nhìn nó rất là dối, ví dụ như này. Các em có thể di chuyển cái này lên xuống nhá. Ngoài cái việc mà nó đặt cho mình trước thì mình cũng phải là di chuyển để cho nó vừa khớp với mình. Rồi đấy là xong cái phần thầy muốn nói, những cái phần đây là phần layout. Thế bây giờ đến cái phần phần giống như trong Word gọi là paragraph. Phần này là phần dàn, dàn cho nó khớp. Đấy, thì các em cũng thấy là ở trong đây cũng có là lề trái lề phải, lề trái lề phải. Rồi các em cũng có phần khoảng cách dòng, chúng ta có thể đánh vào là 1.3 chẳng hạn. Ok chưa? Đấy, thì nó sẽ thưa ra, nhìn nó đẹp hơn. Alo cả lớp ơi, có hiểu, có nghe thầy không? Có. Có nhá. Rồi trong đây thì các em nhìn thấy nhá, indent là thụt đầu dòng, align là căn trái, đây là toàn bộ căn trái. Thế mà các em chọn là căn phải hay là chọn căn đều thì chúng ta chọn justify, còn căn giữa là center. Đấy, còn này là dàn đều, nó chọn này. Đấy, thì tất cả là nó bằng phẳng. Đây là chúng ta copy chữ cho nên là nó không theo format đúng không? Bây giờ chúng ta phải sửa. Đó. Sửa. Thế thì ở đây nó cho chúng ta cách để chúng ta có thể. Đây, bây giờ chúng ta nhìn thấy là trên này gồm hai hộp, một hộp tiêu đề và một hộp nội dung. Đó. Đấy là để cho các em khai thác. Rồi đến phần tiếp theo. Đây là thầy đang nói nhá. Rồi thầy muốn là chèn background, tức là background ở phía dưới đấy để chúng ta có nền. Thì các em chọn cho thầy vào đây, chọn chỗ này đây nhé, chọn đây. Đó. Chọn đây thì các em sẽ chọn là format nền. Đó. Thì ở đây chúng ta đang chọn là solid, là đặc, cũng giống như phần kia thôi. Gradient là tô từ màu xanh sang màu. Đó. Thì chúng ta có thể điều chỉnh này, điều chỉnh cái con trượt. Đó. Phần chèn nền là một cái nền bức tranh nào đấy thì các em có thể chọn vào đây, chẳng hạn như là thầy chọn
máy bay thì nó sẽ chui xuống dưới. Alo, cả lớp thầy thích không? Rồi, thầy chọn kem thì nó chui kem. Đây, thầy lấy ví dụ. Alo, các em hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi nhá. À, ok. Rồi, bây giờ các em lại muốn cái nền nó mờ đi thì các em chọn cái trượt là transparency. À, thì là ở dưới nó mờ. Ok chưa cả lớp? À, thế là các em đã làm được những cái mà mình cần. Ví dụ bên này cũng vậy. À, nó chọn. Rồi ta để làm nền cho nó. Ví dụ như thế thì thầy để đây. Và nhìn cho nó đẹp mắt. Rồi phần mở đầu các em cũng cho nội dung vào. Đấy. Còn phần tiếp theo thì chúng ta là tránh xa đám đông, vân vân, giữ khoảng cách bao nhiêu ở đây, ví dụ thầy đấy, để cho làm vào đây. Rồi các em cho chuột vào đây, các em xóa delete nhá, để nó vào giữa, còn nó tràn lên phía trên, nhớ chưa cả lớp? Đấy. Tất nhiên là trong cái chỗ này là họ làm viên trang web, cho nên là phải copy là nó cứ sọc sạch một chút. Chỗ này thì các em cho thêm nội dung vào, hoặc là chúng ta không cho thì cho bên này. Đó. Rồi chúng ta có thể cho chèn bức tranh khác vào đây. Ờ, thầy không, chưa có tranh Covid thì thầy sẽ tạo ra một cái này nhá. Đó. Rồi đấy là những cái mà chúng ta đặt layout cho cái chương trình này. Đó. Đặt xong thì chúng ta thấy nhàn hơn, chúng ta làm nó có hộp trên hộp dưới như thế nào do chúng ta cần. Rồi bây giờ chúng ta lại chèn cho nó một cái màu. Các em lại chọn màu, màu nó cũng giống chỗ kia thôi. Chúng ta chọn file. Đó. Thì màu nó nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể lấy cái một cái bức tranh nó liên quan đến Covid nằm lên ở phía dưới. Hoặc nếu các em không thích thì các em chọn màu. Không thích thì chúng ta chọn màu nhé. Đấy. Màu gì thì các em muốn thì các em chọn vào. Alo cả lớp hiểu chưa? Được ạ. Được chưa? Đấy, thầy nói ít nhưng mà hiểu nhiều. Rồi bây giờ chúng ta lại muốn chèn thêm cho nó một cái đường kẻ nằm ở giữa chỗ này. Thì các em lại chọn vào đây. Em chọn cái đường line. Đấy, các em kẻ ra cho thầy. Giữ shift kẻ ngang nhé. Đấy. Được xong cái thì nó hiện luôn format, hoặc là chúng ta nhấp chuột phải chọn format cũng được. Ok chưa cả lớp? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đường line này tăng lên. Đấy, thầy cho đường tăng lên, thầy cho kích thước chiều rộng của nó tăng cao lên. À, thì chúng ta có thể tạo những cái đường kẻ đẹp cho nó. Chúng ta có thể chọn màu sắc các em thích. Alo cả lớp hiểu ý thầy chưa? Ngon chưa? Rồi ạ. Ngon rồi đúng không? Thì học cái này nó cũng nhanh thôi mà. Nghĩa là chỉ trong vòng 2-3 buổi là các em biết làm hết. Đấy là phần thầy đang nói phần bài 1. Bài 1 thì nói này, bài sau thì kỹ hơn. Bài sau thì còn chèn những cái đối tượng ra đây, ta còn phải căn chỉnh thẳng hàng sao cho nó đẹp mắt hơn. Đó. Thế còn tất cả những cái gì các em muốn cho nó vào, các em đánh chữ thì các em đều làm được. Ví dụ ở đây thầy muốn cho một cái màu, cho một cái này. Đó. Cảnh báo chẳng hạn. Ví dụ như này nha, đây ví dụ thầy lấy ví dụ thôi. Thì ở trên này nó lại cho chúng ta chọn màu. Chúng ta thích màu gì chúng ta cho. Đấy. Đây chúng ta có thể chọn màu sắc khác nhau. Nhưng mà đây là những cái hộp cho trước thôi. Các em muốn thêm màu nó đỏ hơn, chúng ta cho vào đây. Đấy. Rồi chúng ta muốn nó không có đường viền thì các em chọn như Word thôi. No line. Đấy. Sau đó bây giờ các em lại thắc mắc là làm sao để chúng ta có thể cho chữ được vào trong này. Thì thầy lại mách các em là các em nhấp chuột phải, các em chọn Edit Text.
Đấy, chúng ta ghi là cảnh báo. À, thầy chưa đánh bật tiếng Việt bị tắt đúng không? À, chúng ta lại có thể cho là cảnh báo. À, rồi chúng ta có thể chọn font chữ về home, cứ về home thì các em lại có chữ luôn đúng không? Rồi chúng ta có thể à. Ok chưa cả lớp? Alo các em Sao nhá, tức là trong cái phần này thì chỉ chủ yếu là thầy cái gì các em chèn ra cũng được, hoặc là chúng ta có thể nhắn một cái lời nhắc vào đây. Đấy, chúng ta vẽ ra. Đây là biểu tượng của nó đúng không? Đấy, chúng ta có thể xoay cho nó vào đây. Đấy, chúng ta xoay nó vào đây. Xong rồi các em có thể cho nó một màu nào đó. Đấy, nào thì là hãy làm theo hướng dẫn. Đây là thầy dạy cơ bản, còn các em có thể làm đẹp hơn thầy rất là nhiều, cái đấy là đương nhiên rồi. Cả lớp hiểu chưa? Alo, được chưa cả lớp? Vâng ạ. Nhá, thì học xong phần này tí nữa đến cái bài mà chúng ta còn thiết kế được những cái tờ rơi tờ gấp ở trên này cũng bằng công cụ này, còn đấy cũng đẹp hơn trong Word. Đấy. Rồi bây giờ cả lớp thực hành được không? Có. Thực hành cho thầy một cái bài ngắn thôi, độ khoảng 5-6 trang thôi, với một chủ đề gì đấy mà các em cần, chủ đề nào đó các em tự nghĩ ra cho thầy. Đấy. Và các em sẽ chèn tranh này, format tranh này, rồi chèn đường kẻ này, format chữ này, chỗ này nó hơi dày thì các em có thể vào đây này. Đấy, các em cho thầy lên 1.4 này. Đấy, thì nó nhỏ lại đúng không, nhìn cho nó thoáng ra chứ không phải là để nhét vào nó dày lên. Alo cả lớp được chưa? Rồi rồi chúng ta lại còn biết làm cho nó có nền này, đấy nền này vân vân. Đấy, khi mà học xong cái Word kia thầy dạy kỹ rồi thì cái nào các em cũng có thể làm được đúng không? Đấy, cái này có nền khác nhá, mỗi một tranh à, mỗi một slide là một cái khác. Rồi thế sau khi xong rồi hoàn thiện rồi thì các em trình chiếu nó đúng không? Đấy, trình chiếu. Đấy, trình chiếu nó sẽ full màn hình nhá. Đấy, đây là mới dạng gọi là trình chiếu đơn giản, nó chưa chạy chưa nhảy đúng không? Alo cả lớp thấy chưa? Đấy, thầy trình chiếu được 3 trang ngon lành. Thế bây giờ mình lại quay về mình làm. Quay về làm ví dụ cái này các em muốn nó nhảy nhót hay làm gì đó thì các em chọn vào chức năng này. Ví dụ như là cái này các em muốn nhảy nhót nó là đây là nhảy nhót của cả trang. Đấy, nó chạy lên ngược lên rồi nó chạy ra làm đôi. Đấy. Đấy, rồi nó ngẫu nhiên. Đấy, rồi nó những kiểu cắt phát cái này là chuyển xuống. Đấy, các em áp dụng luôn vào của cả trang cũng được. Cả lớp hiểu chưa? Ở nhá. Rồi thì các em chú ý bên này này, cái on mouse click có nghĩa là khi chúng ta kích chuột trong lúc trình chiếu nó sẽ thực hiện. Rồi chúng ta sẽ đặt vào đây là sau bao nhiêu giây thì nó là độ trễ, nhưng mà ở đây chúng ta muốn là nó chạy trong khoảng bao nhiêu giây thì các em có thể đánh tăng này lên, các em cho nó là 30 giây. Đấy,
thì nó sẽ chạy vào đây. Cả lớp hiểu ý này chưa? Alo. Rồi cái này là thử áp dụng cho toàn bộ. Cái này là áp dụng cho toàn bộ. Thì chúng ta ấn vào đây. Nhưng mà thầy áp dụng cho một trang thì thầy đặt giờ vào đây. Đấy. Sau đó thì chúng ta lại vào đây. Chúng ta chọn trang 1 là rỗng nhá. Thầy nhấp chuột. Đấy. Rồi. Nhưng mà thầy chưa chưa đặt cho chúng đúng không? Ok. Đó. Ví dụ ở đây thầy muốn nó đặt thật cho nó ấy. Ví dụ ở đây nhá, thầy muốn là pull over. Đó. Sau đó thầy đặt cái này cao lên. 30. Thầy nhấp vào nút này. Đó. Nhấp vào nút này thì các em có thể ấn F5 là nó chạy. Cái máy của thầy nó bị lỗi ở cái màn hình. Bao giờ nó phải lên cái bằng máy chiếu nó mới thực hiện được, vì ở đây là trên màn hình thiết kế là chúng ta sẽ đặt ngày giờ vào đây nhá. Đặt đặt giờ chạy đấy, chúng ta chỉ đặt xem ở đây thôi. Đây cái này giống như màn sân khấu đúng không? Đó. Đó. Rồi chúng ta thì chọn loại gió chẳng hạn đấy. Cuốn đi. Rồi. Ok. Em nhìn thấy là khi thầy áp dụng nguyên tắc thì toàn bộ background nó giống nhau. Chúng ta chọn về nhé. Đây là áp dụng cho nó giống nhau. Còn áp dụng ở đây cơ. Thì nó mới chạy như thế. Rồi bây giờ các em sẽ thực hành cho thầy từ đầu cho đến cuối cái phần bài dạy này hôm nay. Xong lát nữa thầy lại nói tiếp. Bây giờ cả lớp đã có chương trình PowerPoint chưa? Có rồi nè. Rồi, thì bây giờ các em làm nhá. Làm chủ đề nhá. Ok chưa? Alo cả lớp. Không phải là nghe thấy thầy nói à? Vâng ạ, vâng. Mới có mấy bạn, còn một số bạn là vào trong là ngồi xong rồi để lấy đi ăn cơm chẳng hạn, là đi nấu cơm à? Có bạn nào đi nấu cơm ở đây không? Hồng Ngọc dùng điện thoại nhá. Hoàng Sơn dùng điện thoại nhá. Thế Định không học nữa à? Thầy ơi, em dùng điện thoại nhưng mà em để máy tính bên cạnh ạ. Tại vì cái loa máy tính của em nghe không rõ ạ. Thế màn hình bé thế thì làm sao mà nhìn thầy làm được? Phóng lên một việc là được thôi thầy, để ngang điện thoại ạ. Ok nha, thì các em phải làm tất cả các mục mà thầy vừa vừa nói, cả format, chọn font chữ, chọn màu sắc vân vân. Các em làm cho thầy một lúc nhá. Ok chưa? Cảm ơn ạ. Rồi, ok nhá. You are now muted. Ôi con đừng chửi bố mà phải tội nhá. Con là con gái, bố có nói thế nào thì là con. Thế là đạo đức. Hiểu chưa? Thôi. Cố.
Thank you.
You are now unmuted. Xong chưa cả lớp? Alo các em. Chưa thầy ơi. Thì các em cứ làm đi miệt mài làm cho đẹp vào đấy bài hôm nay thầy dạy như thế. À bây giờ thầy ghi tạm video này vào để các em học trên YouTube nhé. Vâng ạ.